Con cất lại chỗ cũ rồi mà. Có chuyện gì vậy cô? Sợi dây chuyền mất rồi. Cô lấy nó đúng không? Sao tôi dám lấy? Con không có lấy đâu chú. Nếu như cô nói cô không lấy, cô chứng minh đi. Vì cô là người đeo sợi dây chuyền trước khi nó mất. Không lấy có nghĩa là không lấy. Việc gì tôi phải chứng minh? Là cô, chính cô là người đã bỏ sợi dây chuyền vào túi của tôi. Cô nói năng gì vậy hả? Tại sao, sao cô lúc nào cũng hại tôi? Thôi bậy bạ, đi theo tôi. Bỏ tôi ra. Đi theo tôi. Bỏ tôi ra. Tại sao lúc nào cô cũng phải đối xử với tôi như vậy? Ra đây. Bỏ tôi ra.